Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả góc nhìn Hoàng Di Hùng Hôm nay tôi làm đề tài về Việc giáo phận vinh Tạm đình chỉ công tác mục vụ Linh mục Đặng Hữu Nam Trước khi nói về đề tài này Thì tôi cũng xin nhắc đến quý khán thính giả Đây chỉ là tạm đình chỉ công tác mục vụ Vì chức vụ linh mục theo giáo lý của Thiên Chúa Giáo là do Thượng Đế ấn vào, tức là dấu ấn của Thượng Đế. Chức vụ linh mục là chức vụ đời đời. Như trong Thánh Kinh có nói, con là thầy cả Menki Sede, thầy cả Thượng Tế muôn đời. Và khi các giám mục truyền chức linh mục cho một ai đó, thì các giám mục đang đóng vai trò của thượng đế truyền chức linh mục nên các linh mục nhận chức vụ đó là từ thượng đế chứ không phải từ con người đó là tín lý của giáo hội thiên chúa giáo và khi là linh mục đời đời thì không có cái cách chức linh mục được nên ai suy nghĩ rằng là giáo phận vinh mà cách chức linh mục của linh mục Đảng hữu nam thì điều đó nó không chính xác chỉ là tạm ngưng công tác mục vụ khi công tác mục vụ đó, thì nó thuộc về cái vấn đề điều hành nó là tạm ngưng cái vấn đề management tức là vấn đề điều hành điều hành một giáo sứ chứ không phải là ngưng chức vụ linh mục nên những ai nói rằng là chơi giáo phận Vân ngưng chức vụ linh mục của linh mục đặng hữu nam điều đó không đúng đó là điểm thứ nhất điểm thứ hai đó là quý vị cũng phải biết rằng là trong trong giáo hội thiên chúa giáo khi mà một linh mục bị phạt nặng nhất có cái danh từ nó gọi là treo chén treo chén tức là linh mục đó không được làm các phép bí tích như là phép bí tích giải tội làm phép bí tích thánh thể tức là dân thánh lễ đó thưa quý vị những cái chức vụ mà làm các phép bí tích đó bị treo chén là nặng nhất. Linh mục Đặng Hữu Nam không bị treo chén. Nên mà những ai nói rằng là trên linh mục Đặng Hữu Nam bị uh, ngưng cái làm công việc linh mục cũng không đúng luôn. Linh mục vẫn có quyền ở nhà hoặc là ở trong một cái nhà dòng hoặc ở trong một chủng viện dân thánh lễ làm các việc, gọi là làm các bí tích như là giải tội đó là vẫn tiếp tục nhưng mà ngưng công tác mục vụ với giáo dân tức là công tác điều hành giáo xứ nó thuộc về vấn đề management thôi thưa, thưa quý vị ở bên thiên chúa giáo là có một cái nữa đó, đó là một giáo một giáo dân á mà làm cái gì mà sai trái về vấn đề tính lý đó thì họ sẽ bị phạt và thông công Giáo hội có ra phạt và thông công là nặng nhất đối với một tín đồ thiên chúa giáo tức là nói gì về sai về vấn đề tín lý tiếng anh nó gọi là dogma là tín lý mà cái người sai lầm thì gọi là heresy tức là giảng dạy những điều sai lầm về giáo lý của giáo hội à, thì bị phạt vạ thông công thì linh mục đặng hữu nam cũng không bị cái phạt vạ thông công đó nên khi chúng ta hiểu được cái bối cảnh đó thì chúng ta hiểu rằng là linh mục đặng hữu nam chỉ bị ngưng tạm ngưng công tác mục vụ điều hành một giáo sứ mà thôi. Ngưng công tác điều hành một giáo sứ nó thuộc về vấn đề management nó có thể liên quan đến vấn đề xã hội. thế nhưng đó, có những người đặt ra câu hỏi tại sao có nhiều người vui mừng khi thấy linh mục đặng hữu nam bị ngưng cái công tác tạm đình chỉ công tác mục vụ đó Thế câu hỏi được đặt ra là chỗ đó Tạm đình chỉ công tác mục vụ đó thưa quý vị Nó có thể chỉ là một ngày, một giờ, một tháng, ba tháng Nhưng cũng có thể là năm năm, mười năm Cái tạm ngưng đó nó không có, có gì là quan trọng cả vì ở bên xứ Mỹ, các linh mục coi giáo xứ đó thường bị thuyên chuyển thưa quý vị hoặc là cũng là ở trong nhà dòng đó, thì họ kêu về họ tạm ngưng cái công tác phục vụ tại giáo xứ là chuyện rất bình thường vì các linh mục cũng là con người khi con người ra ngoài coi giáo xứ lâu quá được người giáo dân tôn kính quá thì nhiều khi bị xa lầy xa lầy về vấn đề tài chánh xa lầy về vấn đề sắc dục cũng có xa lầy về vấn đề mà điều hành thì các vị bề trên bề trên nhà dòng bề trên giáo phận thường thường vì sự khôn ngoan họ thuyên chuyển để cho không bị mọc rễ không bị mọc rễ không bị mọc rễ với dính liếu đến với bà này cô nọ không bị mọc rễ với vấn đề cái tài chánh không bị mọc rễ về vấn đề mà làm ăn vân vân thì đó là một sự bình thường ở tại nước mỹ cũng như tất cả các quốc gia âu châu rất là bình thường chả có gì để mà gọi là mà vui mừng nhưng mà tại sao những người việt nam lại vui mừng như vậy thì tôi sẽ nói sau cái vấn đề đó bây giờ tôi nói về vấn đề mà gọi là ở nước mỹ cái vấn đề nó rất là bình thường nước mỹ đó là người ta e ngại các linh mục không phải vì vấn đề tài chánh vì tài chánh thì có hội đồng mục vụ là bên phía của lo vấn đề mà mục vụ với 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 linh mục rồi họ còn có một cái hội đồng tài chánh hội đồng tài chánh họ quyên tiền hay là họ xin tiền hay gì đó thì họ có tiền hội đồng tài chánh trả lương loại cho các linh mục họ có thể là họ dùng cái danh từ là hội đồng tài chánh là cái người thuê linh mục vậy nên vấn đề tài chánh ở bên nước mỹ họ không lo ngại lắm Họ không có lo ngại cái vấn đề tài chính lắm Nhưng mà họ lo ngại Là lo ngại các linh mục Dễ bị dính líu đến tình cảm Nên cần phải thuyên chuyển Để tránh đi cái tình trạng là tình cảm Ở lâu, ăn sâu vô Giữa linh mục Với những người nào đó Mà linh mục ở trong giáo sứ Họ sợ cái gương mù đó nhất Đó điểm thứ nhất Điểm thứ hai là nếu nói rằng là ở tại nước Mỹ đó Là họ sợ các linh mục giảng dạy sai trái đó thì cũng không có. Vì uh, vấn đề mà giảng dạy đó là họ có đa số là đi vào khuôn phép rồi và dính líu đến vấn đề chính trị thì không có bao nhiêu, tại vì ở tại nước Mỹ nguyên tắc là giáo hội và thế quyền được tách rời ra rất rõ ràng. Nên họ không có e ngại chuyện đó không e ngại về cái vấn đề mà giảng dạy nó liên quan đến vấn đề tính lý hoặc liên quan đến vấn đề xã hội về thế quyền. Nên ở nước Mỹ đó khi mà các linh mục bị thuyên chuyển đa số là cũng chỉ vì e ngại cái vấn đề sắc dục mà thôi. Còn những cái chuyện khác nó cũng có nhưng mà nó ít lắm thưa quý vị. Ở trong giáo hội Thiên Chúa giáo còn có một cái hệ thống nó đi song hành với giáo phận nó có hai hệ thống nó là hệ thống thứ nhất nó gọi là curia là triều curia tức là triều đây là giáo triều Vatican à, giáo triều Vatican thì gọi là curia các giáo phận á, là thuộc về triều các linh mục mà của giáo phận á, thì đó là gọi là linh mục triều à. như linh mục đặng hữu nam là linh mục triều tức là thuộc về giáo phận Vinh à. Nhưng mà trong giáo phận á, có các dòng tu thì nó gọi là là dòng tu. Nhiều khi các vị linh mục dòng tu cũng được các vị giám mục xin bề trên cho đi coi xứ. Thì gọi đó là các linh mục dòng. Linh mục dòng á, thì người ta thường thì người giáo dân người ta thích hơn tại vì dòng á, thì thường thường là khắc khe hơn là triều. Dòng thì họ đòi hỏi sự đạo đức thánh thiện và họ khắc khe hơn nhiều. Dòng thì có hai hệ thống dòng mà trong giáo hội Vatican Dòng đơn thể là gọi là congregation Thì dòng đơn thể đó họ trực thuộc về bề trên rồi Nhưng mà đó là các bề trên đó là họ dưới quyền giám mục rất là nhiều Họ trực thuộc giám mục Đó gọi là congregation là dòng đơn thể Còn dòng đại thể đó là dòng trực thuộc giáo hoàng Thuộc quyền giáo hoàng được gọi là order Order là dòng đại thể thí dụ như thiên chúa giáo có bốn dòng đại thể lớn đó là dòng Francisco, dòng dòng Jesuit là dòng tên, dòng uh, biển đức, à, đó là những dòng đại thể mà những dòng đại thể này họ có ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, họ có ảnh hưởng trực tiếp lên trên vấn đề của Vatican luôn. khi mà quý vị hiểu như vậy thì mới biết rằng là chứ, là giáo hội thiên chúa giáo có một cái hệ thống cơ chế trồng chéo lẫn nhau để giám sát lẫn nhau để khuyến khích lẫn nhau giữ đạo và trong giáo hội thiên chúa giáo có một cái bộ đó là bộ tín lý dogma à, dogmatic department nó là một cái bộ trong đó, đó là bộ đó nói lên rằng là chứ các vị giáo mục giám mục các vị linh mục khi giảng dạy á, thì giảng dạy theo đúng cái tiêu chuẩn của giáo hội như thế nào. Nhưng những quốc gia mà phát triển sau này đó, nhất là quốc gia châu Mỹ Latin hoặc là những quốc gia mới sau này đó, thì họ muốn, đa số lại muốn có gọi là cái loại, nó gọi là thần học cấp tiến. Là những vị linh mục đó, là thích tham gia chính trị, thích nói về vấn đề xã hội mà nó ngoài cái ý muốn của giáo hội. Thí dụ như ở tại uh, cái xứ uh, Haiti hồi xưa có một vị linh mục đó là linh mục Jean Aristide Jean Aristide tức là Jean là John Jean Aristide là tiếng tại vì Haiti thì nói tiếng Pháp thưa quý vị linh mục Jean Aristide thì ông là một linh mục coi xứ trước nhưng rồi ông thích vấn đề chính trị thích nói về vấn đề những cái xã hội điều đó cũng tốt thôi nhưng rồi sau một thời gian thì ông cởi áo ra, ông cởi áo linh mục, ông ra làm chính trị. Và rồi ông tranh cử, ông làm tổng thống. Làm tổng thống của Haiti. Rồi sau khi ông làm tổng thống của Haiti thì các vấn nạn xã hội trước đây ông rao giảng mà ông lên án ấy, thì nó trở lại. Ông cũng tham nhũng, hối lộ, thối nát đầu tư. Ấy. Thế rồi ông bị lật đổ, bị lưu đày lâu đầy 7-8 năm nó rồi sau này đó ông mới về già ông mới về quay về trở lại Haiti để ông sống cuộc đời còn lại đó là trường hợp của ông Aris răng Aristide thế thì khi mà giáo hội thiên chúa giáo đó kinh nghiệm những cái trường hợp những linh mục ở phía châu Mỹ Latin hoặc là ở phía Caribbean như vậy đó thì giáo hội nhất là dưới thời của đức thánh giáo hoàng Jean Phaolô đệ nhị đã ra một cái tông huấn về vấn đề gia đình và ra một cái tông huấn về giáo về giáo sĩ. Có là tông huấn về gia đình. Tông huấn về gia đình thì Đức Giáo hoàng phô đề nghị có nói rằng là chứ các giáo dân không nên bỏ ngỏ cái vấn đề chính trị cho những người khác lo để rồi đó người ta có thể lạm dụng vấn đề chính trị làm nguy hiểm đến vấn đề đạo đức con người, làm nguy hiểm đến giáo hội là nguy hiểm đến quốc gia nên bổn phận của một giáo dân là phải sống đạo tốt với đạo rồi còn phải sống đời tốt tốt đời đẹp đạo là lý do đó giáo dân phải có bổn phận với đất nước tổ quốc và với giáo hội tham gia vào vấn đề chính trị là của giáo dân đó là hoạt động chính trị nhưng Đức Giáo Hoàng Giang Phaolô Đệ Nhị cũng có nói rất rõ trong cái tông huấn về giáo sĩ. Các giáo sĩ là những người hiến thân để phục vụ Thiên Chúa và giáo hội. Nên có thái độ chính trị thì được, nhưng không được hoạt động chính trị, không được rao giảng chính trị, không được dung tòa giảng ở nhà thờ để rao giảng chính trị. Mà nhất là rao giảng sai nữa thì không nên. Đó là lý do tại sao đó mà nó có vấn đề lĩnh kỉnh với Linh Mục Đặng Hữu Nam. Mà nhiều người họ vui mừng khi thấy Linh Mục Đặng Hữu Nam bị tạm đình chỉ công tác mục vụ tại nhà thờ. Vì nó tại nhà thờ thì giảng thì đông người nghe thì nó mới có ảnh hưởng. Chứ còn ở trong nhà dòng mà nói chuyện làm Linh Mục làm cái công việc mục vụ trong nhà dòng thì không sao hết. Đúng. bây giờ đã trở lại là linh mục đặng hữu nam tại sao người ta vui mừng linh mục đặng hữu nam là một người việt nam đương nhiên có quyền có thái độ chính trị có quyền nói về vấn đề chính trị và ông cũng có quyền hoạt động chính trị nếu ông không là linh mục không? Đó, cái quyền đó là cái quyền tự do mà tự do con người ông có quyền hoạt động chính trị ông có quyền suy nghĩ vấn đề chính trị ông có quyền nói về vấn đề chính trị đó là quyền của con người đó là quyền người việt nam nhưng ông đã chọn một con đường khác tức là cái con đường làm linh mục tức là phục vụ thiên chúa và phục vụ giáo hội thì ông phải đi theo cái tín lý của giáo hội theo lời khuyên của đức giáo hoàng đó là ông dành hết cái tâm huyết cho giáo hội và cho thượng đế thì có thái độ chính trị chứ không làm chính trị nó giống như là ông Linh Mục Jean Aristide lúc đầu kêu là tôi có thái độ chính trị nhưng mà thực sự ông hiểu lầm đó mới là chính là hoạt động chính trị. Và sau này ông thấy như vậy ông mới hiểu ra hoạt động chính trị. Thà ông bỏ ra, ông cởi áo Linh Mục ra để ông ra làm chính trị thì không ai nói gì. Chứ còn ông còn cái mặt cái áo nhà tu để ông hoạt động chính trị là không được. Đó là cái vấn đề mà gọi là là người dân và là Linh Mục nó có khác nhau cho đó. Nhưng mà đó là người dân hay là linh mục cũng vẫn có một cái điểm tương đồng. Đó là khi mình nói là mình nói sự thật như chính Chúa Giêsu đã giảng dạy khi còn tại thế đó là ta là đường là sự thật. Cái gì nói là phải nói sự thật. Giáo dân khi hoạt động chính trị thì cũng phải nói sự thật, phải hoạt động trong sự thật. Chứ không phải rằng là bịa ra để mà nói cũng không được làm linh mục thì có quyền có thái độ chính trị nhưng mà khi mà đã nói đó thì phải nói trong cái sự thật chứ không phải là bịa chuyện ra mà nói đơn cử một vài chuyện linh mục đặng hữu nam không những là có thái độ chính trị sai lầm mà còn có hoạt động chính trị sai lầm thái độ chính trị linh mục nói rằng là 39 cái chết của người Việt Nam qua bên nước Anh là đổ tội cho chính phủ vì chính phủ áp dân đàn áp dân không có đa đảng dân nghèo dân khổ nên đó là dân đi thì dân chết cái tội gì cũng là chính phủ hết đó không phải là sự thật vì những quốc gia đa đảng như Guatemala Honduras và luôn cả El Salvador họ theo Thiên Chúa giáo rất đông đó đa đảng đó. Nhưng mà người dân người ta vẫn tràn vô nước Mỹ, người ta chết cho trong các cái thùng thùng container giống như vậy hàng năm. Texas chứng kiến rất nhiều, không ai đổ lỗi cho chính phủ. Ấy. Nhưng mà người ta nói đó là vì người dân người ta mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cái hoàn cảnh xã hội nước nào cũng có hết. Không thể nào mà có một chút xíu là mình cứ đổ lỗi mình ấn lên trên một chính phủ. Rồi mình cho đó là cái chuyện là sự thật Nó không đúng Chưa chắc đã là như vậy Hơn nữa đó là những người ra đi là đóng tiền rất là cao 40 000 đô la, 50 000 đô la Không có phải là họ Nghèo đói Họ chỉ muốn tìm một cơ hội Một cơ hội Họ nghĩ rằng tốt hơn Có nhiều người lại muốn làm ăn phi pháp nữa Không thể nào đổ lỗi Lên trên chính phủ được cái điều đó nên cái thái độ chính trị đó là một cái thái độ sai lầm. Nó đã không đúng sự thật mà nó còn bịa chuyện rồi bây giờ còn đi lên trên các cơ quan truyền thông mà người ta biết rằng đó là cơ quan truyền thông của một đảng, đảng Việt Tân. Mặc cái áo cổ của Linh Mục ra giảng thì tức là hoạt động chính trị trong cái áo Linh Mục sai với điều của giáo hội. Đó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nó Linh Mục có mặc cái áo cổ côn lên trên ngồi trên các đài đó đó nói về vấn đề mà Hoàng Sa và Trường Sa không đúng lịch sử luôn. Không biết về lịch sử, nói tầm bậy. Cứ hở một chút xíu là đổ tội lên cho nhà cầm quyền mà không biết về lịch sử rõ ràng. Nghe đâu đó rồi nói bậy. Bịa chuyện ra, vu khống. Cái đó là lỗi đức công bằng. Điều đó chính Chúa Giêsu khi mà Ngài còn tại thế Ngài cũng lên án. Rồi khi mà nói về vấn đề mà thác bản dốc Linh Mục Đặng Hữu Nam cũng không biết gì về thác bản dốc Lại đi nói bậy nữa nó sai lịch sử luôn Không biết gì về hiệp ước Le Patronaut năm 1887 Không có ở trong cái chuyên môn đó Cũng đi nói ẩu Rồi đổ tội lên rồi để kích động rồi ngoài cái đó ra còn lại nói đến thái, cái, cái cái ải Nam Quang Rất là nhiều chuyện sai trái Nói không đúng sự thật Không ai cấm cản lên Mục đặng Hữu Nam Nói có thái độ chính trị Nhưng mà thái độ chính trị và nói chính trị là phải chính xác Phải chính xác, phải đúng sự thật Chính trị là một khoa học của xã hội Nó là khoa học cao nhất của xã hội Nó phải được điều hành trên vấn đề sự thật Chứ không phải là trên cái sự suy tưởng giả dối Mà vì chính vì Linh Mục Đặng Hữu Nam Cứ sự lấy cái sự suy diễn của mình ra Rồi ấn lên trên đó là cho là sự thật nên có những người họ biết chuyện họ rất là bực mình Họ bức xúc Họ lên án cái hành động đó Linh Mục Đặng Hữu Nam nhớ rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa đó Nếu nói về thiên về về vấn đề đạo đó Chúa Giêsu là Thiên Chúa là Ngài biết nhiều chuyện Ngài có thể làm quyền năng phép tắc vô cùng Nhưng khi Ngài xuống thế đó Thì Ngài có bao giờ Ngài đi rao giảng chống lại Cái nhà cầm quyền uh, Roma lúc đó Cai trị nước Pháp uh, Nước Châu Thái không Lúc đó coi dân Do Thái là nô lệ mà. Chính Chúa đâu có, đâu có lên tiếng cái chuyện đó. Ngài chỉ nói về vấn đề luân lý. Giá trị của Đức Giêsu để lại cho thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là giá trị luân lý. Chứ không phải là giá trị về vấn đề mà lịch sử chính trị. Nên là nếu mà Linh Mục Đặng Hữu Nam Muốn nói theo gương Chúa Giêsu thì hãy nói theo cái gương của Ngài. Đó là nói về vấn đề sự thật, nói về vấn đề luân lý, sống ăn ngay ở lành, tốt lành thánh thiện. Chứ không phải nói về những cái phạm trù mà linh mục không có vững. Ra ngoài đời bây giờ đó nhiều người họ có chuyên môn. Thí dụ như tôi là một luật sư tôi chỉ biết trong cái vấn đề luật sư của tôi. Tôi đâu có dám nói về vấn đề computer. Tôi đâu có nói, dám nói về vấn đề nhạc lý rồi gì. Đó là mỗi một cái phạm trù đó nó có những người chuyên môn. Trừ khi nào là linh mục đặng hữu nam đi học luật, hành nghề luật thì bàn về vấn đề luật. Còn linh mục đặng hữu nam không phải là luật sư mà cứ dám đi là hành nghề luật sư luôn. Linh mục đặng hữu nam cũng chưa qua một cái trường lớp chính trị nào. Mà là cái đi nói chuyện chính trị, làm như là chính trị là là linh mục rành lắm nói sai lịch sử nữa chính vì những cái việc mà linh mục nhặt nhằn như vậy mà nói sai nên nhiều người họ vui mừng linh mục đảng thủ nam nhớ thánh phaolô có nói rằng là giáo hội là một cơ thể có mắt có mũi có tai có họng mỗi một người là một là một bộ phận thôi không thể nào đóng hết cái vai bộ phận khác thì xã hội con người cũng vậy mỗi một người là chỉ có một bộ phận thôi linh mục là linh mục là hai con mắt của cửa sổ linh hồn là cao quý lắm rồi đóng vai linh mục đi cho đầy đủ đi đóng trọn cái vai đó là đã là tốt lắm rồi đừng có nghĩ rằng là mình hai con mắt mình giỏi hết rồi mình đóng cái vai cái tai rồi mình đóng cái vai cái tay mình đóng vai cái miệng mình làm cái đó thì nó là một cái quái thai Chính cái hành động tưởng mình là giỏi hết mọi thứ mà đi ra làm đó Thì nó mới là quái thai Và vì cái con quái thai đó nó lăn lóc lên trên cái con đường đó như vậy Cho nên người ta thấy khi mà cất qua một bên người ta mừng lắm Tôi thì không có mừng Tôi cầu nguyện cho Linh Mục Đặng Hữu Nam có thời giờ để tĩnh tâm Để suy nghĩ lại việc làm của mình Ứng xử cho đúng cái chức Linh Mục Thí dụ hồi xưa đó Thánh Doan Thánh Giá là một linh mục người ta hiểu lầm người ta kết án và ngay cả chính giáo hội cũng ra vạ trực thông đối với treo chán chứ xin lỗi treo chán với linh mục Doan Thánh Giá nhưng mà linh mục Doan Thánh Giá ngài ngày nào cũng nghiêng ngẫm gương Chúa Giêsu nhẫn nhục chịu đựng để rồi sau này khi ngài mất thì giáo hội mới phong thánh Tôi biết chắc Linh Mục Đặng Hữu Nam biết quyển gương Chúa Giêsu. Quyển gương Chúa Giêsu là cái quyển gối đầu giường của các linh mục thánh thiện. Tôi mong rằng linh mục Đặng Hữu Nam sẽ sử dụng quyển sách gương Chúa Giêsu để nghiền ngẫm. Nếu mà linh mục Đặng Hữu Nam nghiền ngẫm quyển gương Chúa Giêsu tới nơi tôi chốn tôi tin rằng linh mục Đặng Hữu Nam sẽ ứng xử đi tìm chân lý sống cho sự thật và chết cho sự thật, chứ không phải là sống cho sự ảo tưởng, tuyên bố những sự ảo tưởng, kích động, mong rằng lật đổ được nhà cầm quyền. Điều đó nó không trúng. Chúa Giêsu là quyền phép vô cùng nếu nói theo đạo thiên chúa giáo. Thế mà Ngài cũng đâu có đòi hỏi lật đổ cái nhà cầm quyền Roma đó. Ngài chỉ giảng cái chức vụ của Ngài như Ngài nói. Ta là vua, ta đến trên thế gian này để làm vua nhưng đó là vua tâm hồn Chứ không phải là vua của cái quyền thế đó Hiểu được như vậy Thì Linh Mục Đặng Hữu Nam Mới làm cái công việc mục vụ Tốt đẹp Lúc này Giáo Phận Vinh Quyết định ngưng công tác Tạm ngưng công tác mục vụ Tạm thôi Đối với Linh Mục Đặng Hữu Nam Tôi cho rằng quyết định đó của giáo phận vinh là một quyết định sáng suốt đúng đắn và tôi mong rằng giai đoạn mà tạm ngưng công tác mục vụ đối với các giáo sứ linh mục đặng hữu nam sẽ có đủ thời giờ nghiêng ngẫm suy gẫm để sống sao xứng đáng chức vụ linh mục của mình chứ không phải là sống xứng đáng của một người đòi làm lãnh tụ chính trị Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi góc nhìn Hoàng Di Hùng. Hẹn gặp quý vị trong clip sau.